tất cả các bạn. Mình là Việt Nguyễn. Hôm nay mình xin phép chia sẻ kỹ thuật pha bóng xoáy ngược trong bóng bàn. Các bạn nhớ theo dõi clip các bạn nhé. Trong kỹ thuật pha bóng xoáy ngược thì chúng ta gồm có kỹ thuật pha bóng xoáy ngược lên và kỹ thuật pha bóng xoáy ngược xuống. Thì ở phần đầu tiên thì mình xin chia sẻ kỹ thuật pha bóng xoáy ngược lên. Tiếp theo là mình sẽ xin chia sẻ kỹ thuật pha bóng xoáy ngược xuống cùng trong một clip. Đầu tiên là mình xin chia sẻ kỹ thuật pha bóng xoáy ngược lên. Thì chúng ta có các tư thế, gồm có tư thế chuẩn bị về tay, cách tiếp xúc về quả bóng và mặt vợt, và thao tác để mình ra bóng. Ở phần tư thế tay thì ta sử dụng ngón trỏ và ngón cái, và ta cầm vợt như thế này. Ta cầm sao cho là ngón trỏ và ngón cái dọc theo chiều dài của cây vợt. Lưu ý là chúng ta dựng vợt và cán vợt này theo hướng đi lên, còn đầu vợt này đi xuống. Khi mà tập đầu tiên thì ta có thể là đưa cánh tay ngoài và cánh tay trong ra trước một góc như này, và ta tập cổ tay nhé. Sau khi mà tập cơ bản xong thì ta đến phần nâng cao hơn, là ta vừa tung bóng, vừa giao và vừa xoay lượn bật chân như này. Một là thủ này, hai là ép thật tấn công này. Tóm lại ở kỹ thuật giao bóng xoáy ngược lên ấy, thì nó có các điểm chính như sau. Thứ nhất là tiếp xúc quả bóng và mặt vợt. Thì chúng ta tiếp xúc ở vùng trên này thì nó có nhiều diện tích và ma sát hơn. Thứ hai là cán vợt thì ta dựng lên này, đầu vợt thì trước xuống, cánh tay trong và cánh tay ngoài được tạo một góc là 90 độ vuông góc với nhau. Thì khi giao ấy, thì ta đưa từ hông bật lên, đầu vợt sẽ hướng lên trên như này. Tiếp theo thì mình xin chia sẻ kỹ thuật ra bóng xoáy ngược xuống nhé các bạn nhé. Thì ở kỹ thuật ra bóng xoáy ngược xuống ấy, thì nó khác một chút so với kỹ thuật ra bóng xoáy ngược lên. Đó là cái điểm tiếp xúc ấy, thì vẫn giống như là kỹ thuật ra bóng xoáy ngược lên. Nhưng mà ở cái cán vợt ấy thì chúng ta để ở nằm ngang nhé, tư thế nằm ngang này. Tư thế nằm ngang này các bạn này. Đấy. Và chúng ta vẫn miết ở điểm này thì nó sẽ chiếm nhiều diện tích hơn. Thế còn đối với ra bóng xoáy ngược xuống mà ở điểm này ấy, thì nó gọi là xoáy yếu. Xoáy yếu. Đấy. Ra vào đây sẽ xoáy yếu hơn. Vào đây thì sẽ xoáy được nhiều hơn. Thank you.
sẻ kỹ thuật ra bóng xoáy ngược trong bóng bàn. Nếu thấy hay các bạn nhớ đăng ký và ủng hộ kênh cho mình nhé. Chào tạm biệt tất cả các bạn.